cover, hãy trao cho anh. Giọng ca The Voice Ngô Lan Hương đạt triệu view. Giọng ca triệu view. Bản cover phiên bản nhẹ nhàng, say đắm của Lan Hương đã đạt hơn 1,4 triệu lượt nghe trên Facebook cho đến thời điểm hiện tại cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Vì bài này quá khó nên Hương chọn phương pháp giảm nhẹ tốc độ bài hát, Lan Hương cho biết. Bản cover của Lan Hương mang đến những bình luận trái chiều. Đa phần, cư dân mạng đánh giá Hương là giọng nữ cover ca khúc này hấp dẫn, bắt tai nhất ở thời điểm hiện tại. Một like thích vì sự dũng cảm của Hương, thuộc những người đầu tiên dám cover bài này. Tài khoản Lê Hô nhận xét, Nga Trần Thị Hằng cho rằng, cách thể hiện của chị sáng tạo quá, em theo dõi chị lâu rồi lần này thực sự bất ngờ đó. Tuy nhiên, bên cạnh đó có ý kiến cho rằng, mình vẫn thích cách hát và feel của Sơn Tùng TP hơn vì nó mang đúng tính chất bài hát, cảm xúc và thu hút hơn với giai điệu siêu bắt tai. Thủy Lam bình luận, tôi cũng rất ngại khi mọi người có sự so sánh bản cover với bản gốc. Đương nhiên giá trị của bản cover vẫn không thể bằng bản gốc được. Tôi luôn tôn trọng bản gốc và cố gắng giữ giá trị của ca khúc gốc. Với Hãy Trao Cho Anh, tôi chỉ thay đổi thể loại còn về giai điệu không thay đổi nhiều. Lan Hương chia sẻ cùng Dân Trí. Ngô Lan Hương là cái tên từng gây bão với ca khúc Biệt Ly của danh ca Khánh Ly trong vòng giấu mặt The Voice, giọng hát Việt 2017. Cô là một trong những chiến binh mạnh của đội SLV Tóc Tiên. Sở hữu ngoại hình dễ thương cùng giọng hát ngọt ngào, nhiều màu sắc. Lan Hương còn sở hữu kênh YouTube và fanpage cá nhân với nhiều bản cover gây chú ý. Guitar và âm nhạc là cuộc sống của Hương. Hương còn được biết tới với nghệ danh cô gái trong nhà vệ sinh. Dù đã đi thu ở nhiều phòng thu xịn thì nhà vệ sinh vẫn là studio đầu đời, nơi Hương thu ca khúc đầu tiên và được mọi người biết tới. Năm 2015, những cụm từ nữ sinh lớp 12 tại Thanh Hóa gây sốt với loạt rip cover siêu dễ thương. Nữ sinh Thanh Hóa xinh xắn đàn giỏi hát hay. Nữ sinh chuyên Lam Sơn cover tiếng Anh cực hay, được nhiều người sử dụng để tìm kiếm cái tên Ngô Lan Hương. Anh Sơn Tùng TP thực sự là một tài năng. Khi được hỏi, lý do gì khiến Hương quyết định cover ca khúc của Sơn Tùng dù lường trước sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Lan Hương cho biết, Hương thích nghe nhạc của anh Sơn Tùng TP từ rất lâu rồi. Anh là thực sự là một tài năng, âm nhạc có chất riêng, nghe rất hay và thấm. Nhiều người nhận xét các ca khúc của anh không rõ lời. Có thể công chúng Việt Nam vẫn chưa quen nghe với cách hát nhanh như thế nhưng Hương lại thấy đó là cách xử lý thông minh, khiến người ta tò mò, luôn muốn nghe đi nghe lại nhiều lần và ngấm lúc nào không hay. Khi cover, Hương chọn cách hát phù hợp với phong cách của mình là pop ballad. Từ bé Lan Hương đã hào hứng với các hoạt động văn nghệ ở trường, từng 3 năm liền đi thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ của tỉnh, đến năm thứ 3 cô đạt giải 3. Khoảng thời gian ôn thi đại học, Hương có một thời gian chứng lại, cho đến khi lên đại học và bắt đầu tham gia CLB âm nhạc của trường, đam mê âm nhạc mới được nối lại. Hiện Lan Hương là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Cuộc thi The Voice là bước ngoặt trong cuộc đời Hương. Hương từng mặc cảm, tự ti khi chập chững trước một cuộc thi lớn, vào TPSCM một mình mà không có ai bên cạnh. Nhưng rồi chính cơ hội đó đã mở ra lối đi âm nhạc mới cho Hương. Ông trời cho mình một món quà, mình hãy trân trọng nó, Lan Hương tâm sự. Những lời khuyên của nữ ca sĩ Tóc Tiên đã tạo động lực cho Hương bước đi trên con đường của mình. Lan Hương từng giấu bố mẹ, âm thầm đăng ký đi The Voice. Chỉ đến khi lọt vào vòng sơ khảo, cô mới thông báo cho bố mẹ biết. Lúc đó, bố mẹ hỏi tại sao không nói trước. Cũng may là bố mẹ không gay gắt. Đến thời điểm này, bố mẹ ủng hộ việc Hương tham gia vào các phong trào của trường để tăng kỹ năng giao tiếp nhưng vẫn lo lắng nếu Hương đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô kể, Hương vẫn đang đi tìm câu hỏi có theo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai hay không. Chính vì gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật nên bố mẹ lo rằng Hương sẽ trông chênh khi bước vào con đường này. Sự yêu mến, đón nhận của khán giả là bệ đỡ. Nếu thực sự có duyên với nghệ thuật, những điều đó sẽ là nền tảng để Hương đi tiếp. Tuy lo lắng, nhưng bố là một fan cứng của Hương. Bố chính là người định hướng cho con gái những phát ngôn trên mạng xã hội một cách chừng mực. Bố cũng rất tự hào khi con gái được nhiều người yêu quý, Lan Hương hào hứng kể. Trưởng thành từ quá khứ bị tẩy chay. Ít ai biết, để có được ngày hôm nay, Lan Hương từng trải qua quá khứ bị tẩy chay. Hồi học, cấp 2, vì cá tính mạnh, tự tin thái quá, không kiểm soát được lời nói, Hương khiến các bạn không ưa. Cô trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng, sợ đến trường. Đến khi lên cấp 3, Hương quyết định rũ bỏ hoàn toàn con người cũ. Chính câu chuyện quá khứ đã giúp Hương thay đổi và trưởng thành hơn. Biết cách đối nhân xử thế và dung hòa mọi thứ xung quanh mình. Nghĩ về danh xưng giọng ca cover,
bước ra từ mạng xã hội, Lan Hương có đôi chút lo sợ, bản thân sẽ bị mặc định là giọng ca chuyên đi hát nhạc của người khác. Ở thời điểm hiện tại, cover là con đường phù hợp nhất với Hương. Hương luôn tin rằng, trên đời điều gì cũng có lý do, ông trời cho sao thì mình vui vẻ đón nhận. Hương cũng nhận thức được, việc tự trau dồi cũng có những giới hạn nhất định nên Hương quyết tâm đi học thanh nhạc để phát triển giọng hát. Hương từng giới thiệu hai ca khúc tự sáng tác và có một số lượng khán giả nhất định đón nhận. Nếu như may mắn, thời gian tới, Hương sẽ ra mắt sản phẩm debut của riêng mình. Cô cho biết, chơi guitar đến nay đã được 7 năm, Lan Hương ước mơ trở thành một ca nhạc sĩ với định hướng hình ảnh như Taylor Swift thuở hát nhạc đồng quê. Nhiều người nhận xét Hương mơ mộng quá, nhưng Hương nghĩ rằng, có những người mơ mộng như Hương thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Lan Hương mỉm cười nói, Phương Nhung, ảnh NVCC, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.